Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi. Đây sẽ là một cơ sở pháp lý quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, tạo hành lang thông thoáng, an toàn để các trụ cột về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tiếp tục phát triển trong thời gian đến. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp 4.0, giao dịch điện tử được thiết lập là điều tất yếu trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong quá trình giao dịch, mua bán trên mạng, tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến. Mặt khác, liên tiếp các sự việc lừa đảo trên không gian mạng chính là hồi chuông cảnh báo để các cấp các ngành cần nâng cao, siết chặt hơn nữa những quy định về bảo mật thông tin cá nhân. Chính vì vậy, việc sửa đổi luật giao dịch điện tử cho phù hợp với thực tế phát triển của đất nước là rất cần thiết. Đây cũng là những nội dung đã được đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng thường xuyên đề cập đến cơ quan soạn thảo trong quá trình xây dựng dự án luật. Trong giao dịch điện tử, dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất, bao gồm việc quy định quyền và nghĩa vụ của người tạo ra dữ liệu, quyền của người sử dụng dữ liệu, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng dữ liệu. Vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng cần được hết sức quan tâm. Chúng ta đã có một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. Tuy nhiên, các quy định cũng chưa hoàn toàn cụ thể và sát hợp với hoạt động giao dịch điện tử. Một chính sách đáng chú ý của luật giao dịch điện tử sửa đổi là quy định về việc chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra thanh tra trực tuyến. Chính sách này đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý nhà nước sử dụng dữ liệu lớn thay vì quản lý nhà nước theo cách truyền thống. Hiện nay, tận dụng và phát huy vai trò của cơ sở dữ liệu chính là động lực phát triển hàng đầu trong kỷ nguyên số. Cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản. Và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, chúng nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Mặt khác, luật giao dịch điện tử sửa đổi giúp hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động giao dịch trên không gian mạng, khắc phục được những bất cập tồn tại hạn chế của luật hiện hành, mở rộng phạm vi điều chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Đặc biệt là với vấn đề bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, chứng thực điện tử, hợp đồng điện tử nói riêng và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử nói chung. Luật giao dịch điện tử sửa đổi được kỳ vọng khi chính thức có hiệu lực sẽ góp phần cải cách các thủ tục hành chính, rút gọn được quá trình xử lý hồ sơ giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.